Rồi, Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn kính chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay bên em tiếp tục cập bến, đó là những mẫu dây con ong cái ra bông sen của hãng Quest, một thương hiệu là đến từ Anh Quốc nha. Dòng dây này thì rất là nổi tiếng nha. Và trước bên em có về dây AV, thì có rất là nhiều bác hỏi nói bên em có dây con ong được cái hoặc cái dây con ong ra bông sen không. Thì trước thì không có, thì hôm nay bên em sẽ đặt về. Và hàng hôm nay đã cập bến được tầm khoảng hơn chục bộ nha, hơn chục đôi. Đó là dòng này thì chất âm của nó rất là hay, rất là chi tiết nha. Đây. Đó, và chiều dài của dây là 1 mét nha bác. Và bây giờ em sẽ bóc một sợi ra. Đây. Đầu rắc của nó này. Đầu rắc con ong của nó được mở carbon rất là đẹp nha bác, rất là đẹp nha. Đây. Rất là đẹp. Quét này. Đây. Đó. Và nó sử dụng cái rắc là cái rắc carbon, rắc khóa gen nha các bác. Đây, rất là xịn nha. Đó. Và dòng dây này thì nó có chiều dài của nó là 1 mét. Cái đầu rắc của nó rất là xịn, rất là cao cấp nha. Đó. Và chất lõi của nó là lõi đồng mạ bạc. Thì dành cho bác nào mà thích sự trong trẻo, thích sự chi tiết, đó, sáng sạch thì có thể sử dụng dòng dây này. Chất âm của nó rất là hay. Đó, lõi của nó là lõi đồng mạ bạc nha bác. Đây. Quét ở trên dây nhé. Và số lượng thì em về được tầm khoảng hơn chục đôi thôi, không có nhiều nhé. Và cũng sát Tết rồi, hàng cũng không có về kịp nữa. Thì số lượng rất là ít nha. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Đó. Và giá một đôi này là 980.000. 980.000 nhé. Bên em bao ship cho tất cả bác. Đó, rất là xịn nhé. 980.000. Rất là chất lượng. Đây, thương hiệu đến từ Anh Quốc, rất là nổi tiếng nha. Dây AV của dòng này thì em bán cực kỳ là chạy rồi. Còn dòng này thì mới về, chắc chắn thì cũng được rất là nhiều bác săn đón lắm. Và bây giờ em sẽ cắm thử lên dàn cho tất cả bác cùng xem. Rồi, vào đây. Em cắm lên một chiếc vang đi xuống âm ly nhé. Đây. Rất là đẹp nha các bác, rất là đẹp. Đó, xuống âm ly này. Rất là chất lượng nha. Đây. Video em cắm thử này. Đó. Quá là đẳng cấp nha. Quá là đẹp. Chất âm của loại này thì quá là ok rồi. Dây AV của nó thì rất là hay. Và ba lăng của nó cũng chắc chắn sẽ đáp ứng được niềm đam mê của tất cả bác. Đó, và giá bộ này là 980, bên em bao ship nha. Video em thông báo hàng về thì em chỉ có làm vậy thôi. Còn bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em, rồi bên em ship hàng cho tất cả bác nhé. Đó, hàng tới thì các bác kiểm tra đúng hàng như vậy rồi mới thanh toán tiền nhé. Rồi, chào bác, hẹn các bác các video tiếp theo.